Xin chào mọi người. Ly thì cũng vừa ngủ dậy và đã kịp make up sơ sơ với phần mắt. Bởi vì hôm nay thì Ly có một sản phẩm mà Ly đã mang từ Việt Nam qua bên Hàn Quốc. Thì thật ra sản phẩm này là xuất xứ từ Hàn Quốc. Nó rất là nổi tiếng với nhà mọi người, rất là hot luôn đó. Tại vì Ly cũng đã ở Hàn Quốc, hôm nay thì cũng đã là ngày thứ năm, thứ sáu rồi. Ngày thứ sáu rồi. Thì đi ra đường thì Ly thấy cũng rất là nhiều cửa hàng của Skin AZ thì rất là hot nha mọi người. Cái mà Ly đang cầm ở trên tay đây là dòng serum, thì nó được chiết xuất từ 99,6% bơ nguyên chất nha mọi người, rất là tốt. Với lại đa số Ly thấy là con gái Hàn Quốc da ai cũng đẹp hết, với lại họ rất là chú trọng về da nha mọi người. Mặc dù á, mọi người thấy Ly đang make up là cái phần mắt rất là nhẹ nhàng, nhưng mà họ chủ yếu là da, bởi vì Ly cũng đang muốn là đi theo cái tông make up giống họ. Đi ra đường thấy con gái ai cũng make up xinh hết á, nhưng mà nhìn rất là trong trẻo chứ không phải là make up đậm nha mọi người. Đây bây giờ Ly sẽ test lên da cho mọi người xem nha. Ly mới chỉ đánh cái phần mắt sơ sơ thôi. Còn bây giờ Ly sẽ bôi cái serum này trước, dưỡng cái serum này trước trước khi mà Ly sẽ đánh một lớp nền. Cái serum này rất là tốt nha mọi người. Nó giúp cho mình là căng bóng da nè, mà còn phục hồi da nữa. Với lại da của Ly là make up thường xuyên nên là rất là nhiều chì, và cũng rồi bị cũng hay lâu lâu cũng hay bị khô da nữa. Nên mà khi mà Ly sử dụng cái sản phẩm của Skin AZ này rồi thì Ly cảm thấy là da của Ly cải thiện rất là nhiều. Đó mọi người thấy không? Bây giờ Ly đánh lên kia da của Ly nè, nó có cái độ căng bóng nè, rất là đã nha mọi người, rất là thơm tinh dầu, tinh chất bơ rất là thơm. Đó bây giờ Ly sẽ bổ nhẹ cho nó thấm vào da. Ly biến cái tóc lên cho dễ thấy. Chưa mọi người thấy chưa, da của Ly cực kỳ căng bóng luôn. Rất là căng bóng và nó giúp cho mình phục hồi da khoảng tầm sau 1 đến 2 tuần sử dụng sản phẩm này rồi. Rất là hot nha mọi người. Ly cảm thấy là sản phẩm này rất là tốt. Và đặc biệt là ở bên hàng hiện tại là đang rất là lạnh. Ly đang ở trong phòng nó cũng hơi ấm nên Ly mặc như thế này thôi, chứ đi ra ngoài rất là lạnh nha mọi người, và sẽ dễ là rất là dễ khô da. Và sản phẩm này dưỡng ẩm rất là tốt nè. Rồi sau đó mọi người, cái này là Skin AZ dòng serum nha mọi người. Bên cạnh cái tinh chất bơ này thì Ly sẽ sử dụng kèm với lại cái White Angel này. White Angel này thì nó sẽ thay thế cái dòng kem face nha mọi người. Bởi vì mọi người coi Ly test lên nè, nó có cái độ che phủ rất là tốt, rất là mỏng nha. Đó Ly sẽ dùng một lượng ít thôi. Sản phẩm này là kết hai sản phẩm này là bổ đôi nha mọi người, kết hợp với nhau thì sẽ rất là tốt. Bởi vì nó còn ngoài cái dưỡng ẩm ra thì nó còn giảm vết thâm vết nám nè. Đó mọi người thấy Ly bôi lên rất là một lớp rất là mỏng. Da của Ly lên tông rất là nhanh. Ly vừa bôi lên nó đã lên tông rồi, nhìn da của Ly sáng ra hẳn luôn. Với lại mấy hôm nay Ly qua đây Ly ăn nhiều đồ cay quá, Ly bị nổi một cục mụn. Nhưng không sao, đã có Skin AZ. Chút nữa thì Ly sẽ dùng tiếp theo cái bước sản phẩm thứ ba thì mọi người sẽ thấy rõ hơn về cái độ ảo diệu của Skin AZ. Ly rất là ưng ý và thích cái sản phẩm này, Ly mang từ Việt Nam qua đây để mà make up hàng ngày đó mọi người. Đó mọi người thấy không, cái da của Ly rất là căng bóng luôn, rất là thích, sờ lên rất là thích, rất là mịn màng. Còn đi ra đường á là đi thấy các cô gái Hàn Quốc cô nào da cũng căng bóng cũng đẹp hết đó, mặc dù là người xấu người đẹp, vì chỉ cần nhìn vào da đẹp là sẽ đẹp. Người ta nói là nhất dáng nhì da mà. Đó, xong. Bây giờ thì Ly sẽ dùng bước thứ ba. Lên tông rất là nhanh mọi người thấy chưa? Còn bây giờ thì sẽ tới bước thứ ba. Thì đây là cái cây make up, cây cọ phòng make up. Thì rất là thích cái cọ này, bởi vì thì trước đây Ly cũng có dùng một cái sản phẩm thì nó cũng ná ná một cái cọ này, bởi mà cái kem đó thì Ly đã dùng hết rồi. Thì bây giờ Ly đã chuyển qua dòng sản phẩm của Skin AZ này, thì nó cũng rất là tiện lợi, bởi vì mọi người thấy em ở đây có hai đầu này, một đầu là kem còn một đầu là cái cọ để tán.
mà thường là đi đi du lịch như Ly, đi du lịch Ly hay đi du lịch như thế này á thì sẽ rất là tiện lợi khi mà mang những cái dòng sản phẩm như thế này, nó rất là gọn, không phải mang theo rất là nhiều cọ này nọ hay là mang những cái tiết kim nền rất là rườm rà. Thì đây đây Ly sẽ nói sơ về cái sản phẩm này. Mọi người thấy ở trong cái lõi này nó có cái lõi màu trắng này đó, đây là cái phần dưỡng nha mọi người, mọi người lên mọi người yên tâm. Với lại cái sản phẩm này rất là thích nó bởi vì nó rất là mỏng. Bây giờ Ly sẽ test lên da của Ly cho mọi người xem nha, nó vừa mỏng mà vừa cái độ che phủ tốt, Ly rất là thích luôn. Bởi vì Ly thì thường là makeup hàng ngày, mà những cái sản phẩm mà mỏng như thế này thì rất là đỡ cho da, bởi vì giờ còn mình makeup mà nhiều mà còn phải để cho da nó thở nữa. Chứ có những cái sản phẩm mà makeup lên dày cụm đó, thì nhìn nó rất là ghê. Thì khi mà mình makeup sau vài tiếng thì nó sẽ bị đóng cục nữa, nên rất là sợ những sản phẩm dày như vậy. Bây giờ thì Ly sẽ tán cho mọi người xem nè. Cái này là Ly không có dùng gương luôn á, mình Ly nhìn trong màn hình, Ly makeup cho mọi người xem luôn nè. Tại vì thật sự thì nó không cũng không cần thiết phải dùng gương, nó rất là tiện lợi và cũng rất là mỏng nữa. Đó, thấy không? Mọi người nhìn nó rất là mỏng luôn. Ly đánh lên, đi bôi lên được combo gì đó. Nhưng mà cái độ che phủ rất là tốt, tới 70% luôn á nha mọi người. Là đây, Ly có một cái đốm mụn như này nè. Bây giờ Ly sẽ che cho mọi người xem. Ly không cần phải che khuyết điểm luôn, chỉ cần một bước như thế này. Đó, mọi người thấy chưa? Cái da của Ly lúc nãy mà vừa mới bôi serum, vừa mới bôi tinh chất bơ, và sau khi mà makeup lên một cái lớp makeup như thế này thì mọi người thấy nó cũng chẳng cái khác gì nhau hết á, tại vì nó rất là mỏng. Đó, đây là sản phẩm thứ ba. Mọi người nhớ nha, đây là dòng sản phẩm của Skin NZ nha mọi người, rất là hot ở bên Hàn. Đó, nó còn có cái độ bóng nữa nè, y như mấy cô gái Hàn luôn đó. Giờ Ly sẽ qua sản phẩm thứ tư, đó là phần má hồng. Đây, thì cái má hồng ở bên Skin NZ á thì rất là cực kỳ ưng, nói chung là sản phẩm nào Ly cũng ưng hết. Bởi vì nó có trọn bộ luôn, rất là thích. Cái phần má hồng á thì nó rất là nhẹ nha mọi người, rất là nhạt mọi người thấy chưa? Bây giờ Ly sẽ test thử cho mọi người xem. Cái phần má hồng này á Ly thích đó là bởi vì nó chỉ là một lớp mà hồng nhạt thôi. Ly khi mà tán lên á thì nó sẽ rất là ửng hồng. Cái sản phẩm này là những người nổi, những cái celeb nổi tiếng hay thích dùng mọi người, đi quay rồi như Ly cũng rất là thích đi quay, đi đi chụp hình rồi thì chỉ cần đánh một lớp nhẹ như thế này thôi. Đó, nó sẽ ửng hồng lên rất là tự nhiên chứ không có phải quá lố cục. Đó, mọi người thấy chưa, Ly tán đó nha. Bởi vì thì Ly rất là ít dùng dùng phấn, và dùng phấn đó, da sẽ khó thở với lại nó hay bị khô da lắm, da Ly thì rất là khô. Thì Ly sẽ giới thiệu tiếp theo phần sản phẩm thứ năm, đó là cái son của bên Skin AZ. Thì dòng son này cũng như Ly thấy cũng có mấy màu luôn á, nhưng mà Ly thích màu này nên Ly sẽ lấy cái màu này Ly test cho mọi người xem nha. Đó, Ly sẽ đánh một lớp nhẹ vậy thôi, xong Ly sẽ dùng tay để tán ra. Xong rồi thì mọi người thấy cái độ bóng nhẹ đúng không? Nếu mọi người không thích bóng thì mọi người có thể dùng khăn giấy để chậm lên thì nó sẽ bớt bóng đi. Nhưng mà Ly rất là thích những cái loại son, những cái dòng son mà có cái độ bóng như vậy, bởi vì cái môi của Ly cũng hay bị khô. Khi mà Ly dùng son của Skin AZ rồi thì Ly, môi của Ly không có khô nữa và nó có cái độ bóng rất là mềm môi, đặc biệt là không có chứa chì nữa nè, và là có thành phần dưỡng môi nữa, và cho chống cho môi của mình bị thâm nha mọi người. Bởi vì mình dùng son, những cái loại son rất là nhiều, và nên dùng những cái loại son mà không có chứa chì sẽ tốt hơn. Ok, thì dòng sản phẩm này thì nó có 9 màu cho mọi người lựa chọn nha. Đó, nhưng hôm nay thì Ly sẽ đánh cái màu cam cho mọi người xem, hồng cam. Cái này là hồng cam, mọi người thấy cái Ly, màu của Ly là hồng cam nè. Ok, bây giờ thì cũng đã xong 5 bước makeup rồi. Thì Ly nghĩ là mọi người nên mua ngay cho mình một bộ sản phẩm của Skin AZ để mà makeup hàng ngày, bởi vì nó rất là tốt cho da, và đặc biệt đó là cái độ dưỡng rất là tốt. Mọi người thấy da của Ly không? Ok, bây giờ thì Ly cũng đã đến lúc đi chơi rồi. Hôm nay thì Ly sẽ chụp hình với cây hoa đào. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha.